Chào anh em, sát thủ và các vị tướng lên Fulham được rất nhiều anh em hướng tới bởi khả năng bắt chủ lực và gánh đội cực cao, đặc biệt đang hot ở vai trò đi rừng. Nhưng ít ai biết rằng một số vị tướng sát thủ đang mắc sai lầm nghiêm trọng có thể khiến các vị tướng đó nhá, dù cực xanh nhưng lại phế khi nào không hay, đặc biệt khi bạn lên Fulham. Vậy đó các vị tướng nào, cùng Tiên Di tìm hiểu và đưa ra phương án giải quyết để anh em đeo đanh dễ dàng nhất nhé. Bắt đầu thôi. Ad lên cho em con hàng siêu VIP của Rat đi. Ác bé nhưng trang phục to. Rat 3S bao vút cuồng lôi. Rat Muay Thái. Siêu Việt của Rat. Siêu cấp tin tặc. Là một người đam mê Rat, chớ bỏ qua trang phục này nha các bạn ơi. Thứ nhất, Rat là một trong số ít các vị tướng sát thủ phép được ưa thích ở thời điểm hiện tại với cái lối chơi cấu rỉa và sức đam đặc trưng, cũng như bộ kỹ năng kết hợp tốc biến cực kỳ đẹp mắt, dễ tạo highlight nên Rat khá được lòng anh em. Và tất nhiên, cái lối chơi sốc đam bắt chủ lực kẻ địch, đâm cực sâu của Rat cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Và để Rat bắt được chủ lực kẻ địch, nếu trực diện nhá, hơi khó đấy. Nên khi đó, các bạn cần đầu tư cả tốc biến kèm chữ cuối. Mà khi đó, Rat một khi hết combo, chẳng thể rút ra được. Bên cạnh việc bung hết kỹ năng để lao vào, Rat còn là một tướng mỏng manh nên hoàn toàn thể bị sốc đam ngược lại. Nếu bạn combo không chuẩn xác để vừa sốc đam tiên địch, vừa liên hoàn chồng khống chế. Vậy giải pháp gì để Rat thể bắt chủ lực kẻ địch dễ dàng và sau đó rút ra an toàn đây? Các bạn xem giải đấu mới thấy được rằng Rat dạo gần đây đã quay trở lại rồi đúng không? Hãy đảm bảo bản thân, sớm cho mình cầu băng xương, thậm chí là đủ tiền để đổi sang giáp hồi sinh và liềm đoạt mệnh. Và để góp phần câu kéo, chờ đợi đồng đội ứng cứu. Và tất nhiên, để có được ngần ấy trang bị và tiền, chúng ta phải cố gắng làm kinh tế thật là nhiều. Còn trong trường hợp không quá giàu hay là các bạn chưa cầu băng xương ấy, thì nếu bạn muốn lao vào ấy, thì chỉ nên combo khô máu vào chủ lực kẻ địch thôi. Khi các bạn đã xác định có thể hạ đo ván và can đủ đam. Chứ nếu không ấy thì giao tranh team sẽ cực kỳ thiệt người. Anh em nhớ check xem là liệu kẻ địch có kháng phép hay là trang bị bảo mệnh nào không nhé. Tất nhiên đẹp nhất là cố gắng ẩn nấp để tấn công chủ lực kẻ địch, cũng như là bọc sau hoặc là sụp ngang thay vì đứng thẳng mặt combo. Hoặc nếu bạn đi team có thể thử một con bài có thể bảo kê Rat kiểu nhà Rui hoặc là Zip chẳng hạn, biết đâu lại hiệu quả bất ngờ đúng không? Thứ hai, Butterfly. Nếu các bạn là một người thích coi top top ấy, thì chắc chắn đã xem một clip của idol nào đó nhảy Butterfly với 8-9 lần chữ cuối đúng không? Đeo bám cực kỳ khó chịu, nhưng Roy Butter trong tay một người chơi rất là hiểu tướng và có điều kiện xung quanh là lính. Nên nếu rơi vào tay của một người chơi Butter bình thường hoặc đơn giản, anh em không thể hạ gục mục tiêu để có thể reset chữ cuối. Thì Butter đúng kiểu là có vào mà không có ra luôn. Vì bản thân cô nàng nhá, trừ một chiêu cuối có thể nhảy tiếp cận mục tiêu thì chẳng còn chiêu thức nào giúp cô nàng có thể di chuyển được cả, chỉ có tăng tốc chạy từ chiêu 1 thôi. Chính vì vậy, hãy đảm bảo dùng chiêu cuối lao vào kẻ địch khi trên người các bạn đã có 3 stack để có thể dồn 2 lần sát thương nhằm sốc đam kẻ địch. Hoặc nếu không, chỉ ít phải có 2 điểm stack nội tại và có kẻ địch hay là lính quái gần đó yếu máu để Butter để thêm một lần dùng chiêu kiểu dạng bắt cầu. Tất nhiên, việc dùng Butter vào sau và vẽ ra tranh khi kẻ địch không còn lượng máu đầy đủ ấy là quá cần thiết luôn. Nhưng nếu có 2 lần nhảy ấy thì khi combo nhá, nên tìm vào chủ lực kẻ địch yếu máu hoặc là bọn máu giấy, thay vì các bạn cố gắng nhảy gần nhất, đặc biệt là bọn đấu sĩ tanker nhá. Và các bạn phải chú ý check xem thằng nào lên thuần nhân thạch không nhé. Các bạn mà nhảy vào ông nào mà lên đồ đó ấy thì Butter cực kỳ dễ bị ao nhây luôn. Ngoài ra nếu được, Butter mà cóng thêm quả ai ra trên đầu thì đúng kiểu là đáng sợ, càng ghê gớm hơn, không ngại đâm sâu luôn. Thứ ba, Triệu Vân. Ông Vân được cái bổ thì đau, chứ bắt ấy thì cũng toang thôi. Bởi hắn ta vốn chẳng trước nào thuộc dạng cơ động mà có thể di chuyển khoảng cách xa hay là dùng liên tục như kiểu bọn Zuka hay là Nagrod. Có mỗi quả chữ cuối giúp tiếp cận kẻ địch và có thể vượt hình thôi nếu bên đó có lính quái hoặc là tướng, nhưng lại chẳng thể liên tục spam như kiểu Butterfly được. Cũng như là nếu không làm Triệu Vân zigzag ảo top top ấy thì hắn ta đào ra tốc biến khi các bạn đi rừng đúng không? Chính vì lẽ đó, làm sao để Triệu Vân có thể an toàn rút ra khỏi giao tranh sau khi bạn bổ chữ cuối ấy, là cực kỳ quan trọng và không hề đơn giản đâu nhá. Đầu tiên, tối ưu nhất ấy, chúng ta phải tận dụng các bụi cỏ để ẩn nấp và chờ đợi con mồi đi qua. Đặc biệt nếu đồng đội làm diễn viên để câu nhử ấy thì càng tuyệt vời hơn. Thêm vào đó, hãy cố gắng bổ chữ cuối chuẩn xác mục tiêu các bạn muốn dồn đam nhé. Bởi sát thương và khả năng khống chế mà chữ cuối Triệu Vân cung cấp là quá quan trọng và đó là mấu chốt của việc sốc đam kẻ địch. Từ đó giúp Triệu Vân đánh nhanh, rút gọn. Đồng thời các bạn phải sử dụng tốt ma tính để có thể thêm một lần sử dụng chiêu 1 đào thoát sau khi bạn đã hạ gục được chủ lực kẻ địch lên bảng. Tất nhiên là phải có sát thương để đưa kẻ địch lên bảng nhanh chóng nhé. Tránh trường hợp là kẻ địch tốc biến ao tầm và thả diều ngược lại hắn ta. Còn ở những pha công trụ hay đơn giản là kẻ địch có bảo kê quá tốt thì giải pháp ở đây đó chính là thay vì bật chiêu 1 và cố diều sâu để bị cấu máu, anh em cứ tự tin dồn luôn mục tiêu trước mặt nếu kẻ địch chủ động lao vào. Vì nhớ, bộ kỹ năng của Triệu Vân dù không phải là hack hồi chiêu như là Butter nhưng cũng thuộc dạng là hồi siêu nhanh luôn. Vụt cái hết combo, lui ra vài giây, chúng ta lại hồi ngay. Nên thay vì cố gắng các bạn lún cán, các bạn cứ mơn trớn ở ngoài cùng team là ok nhé. Gặp thằng nào, sốc đam thằng đó luôn.
Và nếu ví dụ team của một thằng Zip thì sao nhở? Zip sẽ ôm chở Triệu Vân. Sông Đàm gọi là tuyệt vời. Đừng quên, sắp có một vị tướng mới, vị tướng 115 liên quân, tên gọi là Bayzan đó anh em. Trời ơi, Tôn Sách mà chở anh em một cái, Triệu Vân lao ra bổ, không còn điều gì tuyệt vời hơn. Thứ tư, Greenock. Bọn Sid luôn là vị tướng sát thủ được anh em biết tới với khả năng sốc đam thần sâu. Dù là chủ lực máu mỏng hay kể cả vị tướng đấu tanker lên nhiều đồ thủ, tuy nhiên đó chỉ là một cái đắc thực sự xanh sao và combo chuẩn chỉnh. Nhưng nếu bạn không ao kẻ địch quá nhiều tiền hoặc không quá xanh với cái lượng tiền vượt trội theo thời gian, hay củ chuối hơn, combo bị hụt, có thể là nhảy hụt trước cuối hoặc là dùng chiêu hai trượt hay là ném chiêu một đằng nhảy trước cuối một nẻo. Thậm chí là kẻ địch có những trang bị bảo mệnh như là giáp hồi sinh nè, liêm, cầu, nhâm thuấn để có thể ao nhây. Thì việc cái nắc không thể đưa cái địch lên bảng đếm số, đưa tới tự bóp bản thân là có thể xảy ra. Đặc biệt nếu một file tranh hay là bọ ảo đam nhảy vào 4 hay là 5 thành viên kẻ địch. Mà cái nắc nha, không thể hạ gục được nhanh một hoặc là hai kẻ địch thì việc lê lết ra khỏi ảo tranh ấy quá khó. Vì dù các bạn có chiêu 2 để lướt ra thì khoảng cách rút lui là không quá lớn. Một file tranh hỏng một cái thôi có thể khiến cho anh em mất đi cả ván đấu. Vậy làm sao để khắc phục hay đơn giản để giúp cái nắc tránh việc là phải trao đổi mạng với kẻ địch? Đầu tiên, hãy tỉ mỉ trong việc combo. Đặc biệt là các bạn phải găm chiêu 1, dậm chiêu cuối chính xác nhằm tối ưu sát thương. Anh em đừng có mà găm chiêu 1 vào tanker, lại nhảy chiêu cuối vào chủ lực địch, thế là toang. Hoặc là để đơn giản hơn ấy, các bạn có thể nhảy chiêu cuối trước, sau đó tận dụng chiêu 1 và đánh tay sau. Như vậy ấy, đôi khi không có sự bất ngờ lớn, nhưng nó lại dễ thao tác hơn. Và tất nhiên, nếu có địch cơ động dạng kiểu như là Nagrod hay là Zuka, AOE, nếu không có sự bất ngờ vì núp bụi, thì các bạn nên combo tử tốn lại, đó là gì? Sử dụng chiêu 1 tầm trước, sau đó chiêu cuối lựa khi mà Nagrod nó lướt xong ấy, chúng ta mới tấn công. Và nếu giao tranh ngoài tầm trụ, hãy cố gắng vòng sau để tìm bắt vào chủ lực kẻ địch. Còn khó quá ư, đừng cố đâm sâu làm gì cả. Hãy cùng đồng đội dồn luôn tanker kẻ địch. Nên nhớ, Greenock chơi phần trăm máu, không ngại tanker đâu. Châu như Senir còn xỉa cho nên bảng cơ mà. Vì nếu bạn không thể vòng sau thì với chất tường Greenock nha, nếu bạn bay bay trước mặt kẻ địch thì khá dễ bị cấu điểm máu như bọn Zone hay là Lily chẳng hạn. Hạn chế là vị tướng mở tranh nếu bạn không chắc chắn bắt và sốc đam được chủ lực kẻ địch. Đặc biệt là khi bạn đang xanh ở tầm dưới game nhá, nếu nằm lại kẻ địch sẽ bay lượng tiền vô cùng lớn đó. Và chơi kỳ nặng phải cố gắng end game thật là sớm. Thứ năm, Batman. Quá nổi tiếng với những pha sốc đam nhanh mạnh bất ngờ. Tuy bá đạo thế nhưng Batman lại là vị tướng vào tranh xong nhá, chẳng mấy khi ra được dễ dàng. Anh em biết đó, Batman dù có chiêu thức ao nhây tốt khi bạn tái kích hoạt cuối lần hai, nhưng càng về đoạn sau hay đơn giản là chủ lực kẻ địch lên một hoặc là hai món đồ chống sốc ấy, thì Batman muốn dồn đam và dứt điểm thì các bạn cần phải đầy đủ một combo. Kết hợp thêm, đây là vị tướng sát thủ mỏng manh nên việc Batman có thể lết ra được ấy hơi khó. Vì ngay cả ở giải Thái nhá, anh béo Mob ấy đã mang Batman đi để săn ngài F1 và gần như là mỗi lần lao vào ấy xác định nằm lại, thậm chí còn bị ao nhây cơ. Tất nhiên, một khi chúng ta chơi Batman ấy, xác định một đi không về rồi, phải cho chủ lực kẻ địch thọt ngay, nhưng vẫn phải đạt được cái mục đích tối cao là bắt và sốc đam, đưa chủ lực kẻ địch lên bảng. Và vào thời điểm cuối game nhá, giữa việc đổi một trợ thủ, thậm chí là đi rừng như là Batman để lấy một xạ thủ hay là pháp sư chủ lực kẻ địch ấy, hoặc thậm chí là cả hai đi, đều cực kỳ lời. Vì nhiều khi mấy ông cầm đi mid và xạ thủ hơi non khi kẻ địch có Batman nhé, là hay cứ kiểu là đứng gần nhau và thế là tiện quá, Batman sốc combo cả hai luôn. Nhất là mấy con không khống chế kiểu như là Kali, Tulen, Zata hoặc là bọn đứng gần dạng kiểu như là Kafiri, Sedika chẳng hạn. Chính vì mục tiêu là chủ lực kẻ địch ở giai đoạn cuối nên mỗi lần tàng hình và săn mồi ấy, chúng ta nên bỏ qua những con mồi khác và chỉ tập trung săn chủ lực kẻ địch. Tuy nhiên, vì mục đích là đổi mạng ấy, nên hãy cố gắng check đồ xem kẻ địch muốn bắt có gì để không bị hớ khi bạn la vào nhá. Đặc biệt kẻ địch mà có kiểu liềm nè, cầu hay là giáp hồi sinh thì khi đó các bạn nên cân nhắc. Thứ nhất, để đồng đội cấu rỉa những trang bị đó trước, sau đó chúng ta vào vét sau. Và thứ hai, chủ động gây đam trước để bóc đi trang bị đó và để đồng đội làm nốt phần việc còn lại. Chỉ như vậy thì dù bạn có lao vào và có thể rút ra được, Batman mới thực sự là có ích cho team. Tất nhiên nếu bạn không thích Batman cầm tốc biến mà lại cầm bộc phá ấy, thì thoát ra không phải dễ dàng. Ngoài ra còn một cái lối chơi rất là khó chịu của Batman ở dạng cuối game, đó chính là thay vì bắt người ấy, Batman tận dụng chiêu cuối để đi dò bụi, trích tầm nhìn cho đồng đội. Nhưng nếu có địch lên mắt ư, các bạn nên bỏ qua lối chơi này. Và đó năm vị tướng rất là mạnh, gồm cả sát thủ và các vị tướng full đam, nhưng khi lao vào giao tranh rất là khó để thoát ra được hay là phải đổi mạng với chủ lực kẻ địch. Mong rằng những chia sẻ của TNG và những giải pháp ấy giúp anh em chơi cái vị tướng này tối ưu hơn. Các bạn còn mẹo gì hãy comment chia sẻ ngay nào.